Nhật Bản phong tỏa bờ biển vì quả cầu lạ. Một quả cầu bí ẩn được tìm thấy trên một bãi biển ở một thành phố của Nhật Bản đã khiến cảnh sát phải phong tỏa khu vực. Vật thể này được một phụ nữ địa phương ở thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka phát hiện vào sáng ngày 20 tháng 2 và báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật. Theo phương tiện truyền thông, một quả cầu có đường kính khoảng 1,5 mét và có thể được làm bằng sắt vì bề mặt của nó có vẻ dỉ xét. Quả cầu dường như đã dạt vào bờ biển và có hai điểm chốt ở hai phía đối diện. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trong bán kính 200 mét xung quanh vật thể và gọi cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản, yêu cầu quân đội cử người đến kiểm tra vật liệu nổ. Cuộc săn lùng các vật thể tròn bí ẩn đã tăng cường sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc để một khinh khí cầu do thám bay qua không phận của họ hồi đầu tháng. Bắc Kinh cho biết vật thể này là một công cụ ký tự đi lạc vào không phận Mỹ do nhầm lẫn. Washington cáo buộc khinh khí cầu trên nhằm mục đích gián điệp và bắn hạ nó, cũng như một số vật thể không xác định khác. Một trong số đó có thể là quả khinh khí cầu do một câu lạc bộ phóng. Mỹ tuyên bố Trung Quốc thường xuyên gửi khinh khí cầu làm gián điệp qua các quốc gia khác khắp năm châu lục. Nhật Bản đã cáo buộc 3 vụ xâm phạm không phận khác nhau từ năm 2019 đến năm 2021 mà theo họ có thể là hành động của Bắc Kinh.